hàng là thành công của chúng tôi. Xin chào chị em và các bạn. Hôm nay mình đang có mặt tại khu đất dịch vụ Tổ Yên Mỹ Xuân Hòa thuộc Phúc Yên, Vĩnh Phúc. Thì ở đây là địa điểm mình đang đứng là Quyền Anh Auto Spa. Thì địa điểm này là anh Quyền Anh đã làm việc với bên mình khoảng độ vài tháng nay rồi. Đấy thì bên mình đã hoàn thiện lắp đặt đấy, toàn bộ hệ thống trang thiết bị máy móc xong xuôi. Thì hôm nay đang là cái khâu anh hoàn thiện cuối cùng để bắt đầu bước vào tuần sau là anh sẽ vào đào tạo và khai trương. Đó thì sơ qua một chút về cái diện tích ở đây. Thì anh có một cái lô đất đấy, một cái lô đất mà đang xây dựng xưởng ở đây thì là với diện tích là 5x15. Đó. Và anh có mượn được thêm một cái lô góc. Đấy, một cái lô góc ở bên ngoài. Thì anh quyết định là lắp đặt thiết bị đấy và hoàn thiện một cái trung tâm rửa xe và chăm sóc xe. Thì ở đây là anh có lắp các cái trang thiết bị bên mình, gồm có cầu lưng một trụ, đấy, âm nền cánh bướm đã hoàn thiện xong xuôi. Đấy, đã hoàn thiện xong xuôi. Và đang đến cái khâu hàn các cái sắt ở trên phần rãnh ở phía trên. Đó. Cái xưởng ở đây thì anh không làm giống các cái xưởng khác mà anh làm hệ thống giằng móng, cột kèo đấy và đổ bê tông trần rất là chắc chắn luôn. Đấy thì sau này nhu cầu của gia đình có thể là sẽ ở phía trên. Đấy thì anh sẽ tiếp tục là dựng lên để mình ở. Đó thì anh chị em có thể thấy đây biển này, biển chính của anh này. Đấy đã làm biển nổi luôn nhá. Đấy rất là nổi bật và đẹp. Đó. Thì ở phía trong này là ngay chỗ vào thì anh sẽ lắp một cái cầu lông một trụ đấy ở phía trong này. Đó để rửa gầm. Phía trên là tay quay 360 độ. Đấy, tay quay 360 độ. Và anh có lắp thêm một cái đèn rọi ở phía trên xuống dưới. Ở đây thì anh có lắp ba cái cửa cuốn nhá. Đấy, một cửa cuốn chính này, hai cửa cuốn ở hai bên hông này. Đấy. Để có thể là sau khi rửa xong là có thể là di chuyển xe ra phía ngoài đấy để mình hút bụi lau khô. Đó. Ở cái phần tường thì ở đây là anh đã ốp toàn bộ là cái phần bờ tường ở đây là anh ốp bằng gạch trắng. Đấy. Sau này thì đất cát nó bắn lên. Đấy thì có thể rửa đi rất là nhanh, sạch. Đó. Bên trong này là cái khu vực để súng của máy rửa xe này. Đấy, súng của tay quay. Đó. Rồi là khu vực để bình dầu điều khiển cầu lưng này lên xuống này. Đó. Thì bên mình đã lắp đặt kết nối hoàn thiện xong xuôi, bây giờ chỉ có việc là lưng hạ thôi, cấp người và lưng hạ thôi. Còn đây là cái máy rửa xe Mazuli của Ý. Thì lát nữa sau khi mà xử lý xong lốt cái phần mái ở phía góc ngoài kia thì các bác thợ hàn thì sẽ hàn một cái khung giá máy ở phía trên cao. Đó, để đưa cái máy này lên, cấp điện cấp nước là dùng thôi. Đó. Thì ở đây đã bên mình đã đấu nối toàn bộ hệ thống điện. Đấy. Anh chỉ việc là cấp điện vào là xong thôi. Và nước cũng xong hết rồi. Đó. Còn đây là cái máy nén khí đây. Đấy, máy nén khí ở phía trong này. Đấy, máy nén khí ở phía trong. Thì cái máy anh sử dụng là máy HTA80. Đó. Thì ở bên trong này một chút thì là có một cái anh làm một cái phòng. Đấy, phòng này thì để sau này nghỉ này, khách có thể là vào đấy. Đấy, để nghỉ ngơi. Đấy, và bày những cái đồ chơi ở bên trong. Ở đây thì anh có làm thêm lắp thêm hai cái rulo này, hai cái rulo rút. Đấy, hai rulo rút. Thì sau này anh có thể kéo để anh sử dụng ở phía cầu lưng ở đây này. Hay là có thể kéo sử dụng ở phía ngoài này luôn. Đấy thì hai cái rulo rút đã được anh lắp đặt ở phía trên cao. Đấy nhìn rất là thẩm mỹ nhá. Đó, khu vực công trình phụ ở phía trong. Còn ở phía ngoài này. Đấy ở phía ngoài này. Thì anh sẽ bắn mái toàn bộ ở phía ngoài. Đấy. Cái lô đất ở góc này để anh hoàn thiện xe. Đấy, có thể hoàn thiện cùng một lúc hai xe được luôn. Và phía cuối này thì anh có thể là sau này bày một bộ bàn ghế đấy để cho khách có thể uống nước hoặc là hút thuốc ở phía ngoài này. Đó. Thì sau này khi mái lên xong rồi thì sẽ che nắng che mưa rất là sạch sẽ. Đó. Thì ở cái khu vực này thì rất là phát triển. Như chia sẻ của anh thì gần như là 10 nhà thì có 8 nhà có ô tô. Đấy nên là cái lượng xe ở đây cực kỳ kinh khủng. Đó thì đặc biệt là cái vị trí lô góc như thế này. Đấy lô góc như thế này. Thì xe ra xe vào rất là thuận tiện. Đó.
Thì anh chị em mà thấy quang cảnh xung quanh ở đây thì đây là một cái ngã tư nhé, một cái ngã tư. Xung quanh thì rất nhiều nhà hàng, đấy, cà phê. Và cái đường chính thì ở phía ngoài kia, đấy, đường chính ở phía ngoài kia. Đấy. Mật độ giao thông ở bên trong này thì xe qua xe lại thì cũng rất là nhiều, đấy, rất là nhiều xe. Đấy, nhưng mà có thể đỗ xe ở lòng đường vỉa hè rất là thoải mái. Đó. Thì sắp tới đây, hôm tới thì sang tuần sau thì anh sẽ bắt đầu là quay vào quá trình đào tạo này và khai trương. Thì đang gấp rút những cái khâu hoàn thiện cuối cùng ở đây. Đấy, bắn mái này, rồi là lắp lốt những cái việc cần thiết. Đó thì tầm khoảng độ tầm cuối tuần sau thì anh sẽ bắt đầu khai trương và vận hành xưởng luôn. Đó. Thì anh chị em nào có nhu cầu mở một tiệm rửa xe, chăm sóc xe, đấy, thì hãy liên hệ bên công ty Uly Việt để được anh em tư vấn thiết kế bài trí, đấy, ngay từ đầu. Đó, lắp đặt trang thiết bị chất lượng, đào tạo nghề, đấy, sử dụng những cái hóa chất có thương hiệu. Cảm ơn anh chị em đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.